trong cái phần thảo luận đặc biệt hôm nay, hai bản tin Phong đã đưa và có phân tích cho quý vị về việc mà ông Elon Musk và Ramaswamy sẽ đứng đầu trong một cái bộ mới do ông Trump lập ra, gọi là DOG, tức là cái bộ giám sát về cái hiệu quả làm việc của chính phủ. Và cái việc này thì Phong đã chắc nghĩa cho quý vị ở trong cái chương trình Houston Nhật Ký rồi. Tuy nhiên, có một cái điều mà tôi nghĩ rằng là ông Trump sẽ sáng tạo ra một cái chính phủ minh bạch, không những là giảm đi tất cả những chi phí. Và cái chính phủ minh bạch này, từ xưa tới nay chúng ta vẫn nói là drain the swamp, tức là quét sạch bãi đầm lầy ở Washington DC. Suốt mấy chục năm nay nó bám trụ ở Washington DC, nó đã gây tổn thất rất nhiều cho người dân Mỹ. Và quý vị có thể gọi là deep state, tức là một cái thế giới ngầm cũng được, hay là một cái swamp, một cái bãi đầm lầy mà nó đầy thứ những thứ dơ bẩn ở trong cái nền chính trị của Hoa Kỳ. Và chúng ta vẫn thường nhắc tới deep state, chúng ta vẫn thường nhắc tới cái swamp, tức là cái bãi đầm lầy này. Thì quý vị, ông Trump làm cách nào để có thể quét sạch cái bãi đầm lầy này và quét sạch tất cả những cái deep state này ra khỏi chính trường của Hoa Kỳ? Thì quý vị, đây tôi nghĩ là một trong những cái mục đích mà sáng lập một cái chương mới, một cái chapter mới cho cái nền chính trị của Hoa Kỳ. Và giống như tôi nói, ông đã thúc đẩy cái học thuyết là Trumpism, tức là học thuyết của Trump. Thì cái học thuyết này là tôi đã từng giải thích với quý vị, nếu xưa nay những người bên đảng Cộng Hòa, những người bảo thủ và kể cả những người ôn hòa trong đảng Dân Chủ đều được xem là họ đã đi theo cái legacy, tức là cái huyền thoại của cố tổng thống Ronald Reagan. Ông đã đưa ra cái Reaganism, tức là một cái học thuyết của Reagan. Trong đó thì ông thúc đẩy việc hợp tác làm việc của lưỡng đảng để có thể phục vụ cho quốc gia. Thì quý vị, học thuyết này nó đã theo đuổi cái giới chính trường của Hoa Kỳ trong suốt 40 năm. Thì cái học thuyết này rất tốt, nó buộc lưỡng đảng phải làm việc chung với nhau để có thể làm việc cho quốc gia. Tuy nhiên, cái mặt trái của nó là sự thỏa hiệp của lưỡng đảng ở trên đầu của người dân. Sự thỏa hiệp này có nghĩa là, tôi nói một cách đơn giản, ví dụ tôi bên đảng Cộng Hòa và bạn tôi bên đảng Dân Chủ, bây giờ tôi muốn có một cái dự luật có lợi cho phía của tôi đưa cái dự luật đó ra, tôi trao đổi với người bạn của tôi, người bạn của tôi cũng có một cái dự luật khác có lợi cho phía của họ, hai bên trao đổi, ok, anh bỏ phiếu cho dự luật của tôi bỏ phiếu cho dự luật của anh. Đây là sự trao đổi ở trên cái Quốc hội Hoa Kỳ, là một cái hình thức trao đổi. Thì quý vị, cái mà chúng ta gọi là làm việc lưỡng đảng, làm việc chung với nhau để mà phục vụ cho quốc gia, cuối cùng nó chỉ trở thành một cái hình thức, tức là cái bề mặt của nó rất là tốt, buộc lưỡng đảng phải ngồi xuống làm việc chung với nhau. Nhưng cái other side, tức là cái việc mà khiến cho nhiều người dân bị ngồi trên đầu, tức là có những cái dự luật nó mang tính chất hỗ trợ cho một phần thiểu số nào đó, thì nó được trao đổi. Nó được trao đổi của thành viên của lưỡng đảng để có thể thông qua những cái luật dự luật có lợi cho nhau, đôi bên có lợi. Thì quý vị, đây là một cái hình thức thỏa hiệp một cách dơ bẩn ở trên DC. Tôi gọi là thỏa hiệp một cách dơ bẩn. Và cái bãi đầm lầy này nó đã bị biến thể theo cái quan điểm của ông Reagan, thì đó là một cái chiều hướng tốt để mà phục vụ cho quốc gia. Nhưng mà rồi thì nó đã bị biến thể thành một cái sự đổi chác ở trên sàn Thượng viện và sàn Hạ viện. Nó trở thành cái sự đổi chác về mặt chính trị và trục lợi. Do đó thì quý vị, cái học thuyết của ông Reagan mà khởi đầu rất tốt, nhưng dần dần đã bị biến thể thành một cái trò đổi chác ở trên, đổi chác về chính trị trên quốc hội. Do đó quý vị, khi mà ông Trump đưa ra cái học thuyết của ông là Trumpism, là tức là ra phục vụ cho quốc gia, tức là với tinh thần yêu nước và làm việc cho quốc gia, thì cái học thuyết này coi thì có vẻ trừu tượng và khó thực hiện được. Tại vì ai khởi đầu ra làm chính trị cũng mang cái mục đích là phục vụ cho quốc gia, nhưng sống lâu trong chính trị thì họ trở thành những kẻ trục lợi chính trị, không còn phục vụ cho quốc gia mà trục lợi chính trị cho cá nhân của họ và cho cái đảng phái của họ thì đúng hơn. Do đó quý vị, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều lần lưỡng đảng có xung đột về quyền lợi và đã làm bế tắc cái nguồn máy quốc gia. Nhiều lần chính phủ đã bị đóng cửa chỉ vì lưỡng đảng bất đồng trong một cái ngân sách nào đó hay trong một cái dự luật nào đó, và thường nhét vào trong đó những cái không cần thiết. Ví dụ đảng Dân Chủ khi mà thông qua cái dự luật ngân sách quốc gia, họ lại nhét vào thêm vài chục tỷ cho một cái hỗ trợ cho một cái thiểu số nào đó. Ngược lại, bên đảng Cộng Hòa cũng vậy. Họ khi mà đưa ra cái dự luật nào đó, họ cũng nhét vào trong đó một số những cái mà có quyền lợi cho một thiểu số nào đó. Thì quý vị, nó đã trở thành một cái hình thức trao đổi. Khi mà lưỡng đảng bắt đầu xung đột quyền lợi, thì nó dẫn tới tình trạng bế tắc. Tới tình trạng bế tắc quốc gia, và có thể dẫn tới tình trạng chính phủ đóng cửa. Mỗi khi mà tới tháng 9, 30 tháng 9 là hoạch định cho cái ngân sách của tài khoá năm tới, đều bị tình trạng bế tắc đó. Quý vị thấy năm nay bây giờ họ tạm thời có một cái ngân sách tạm thời cho một số cơ quan trong chính quyền liên bang,
vẫn được hoạt động cho tới ngày 20 tháng 12. Nếu ngày 20 tháng 12 mà lưỡng đảng tiếp tục có những cái gọi là gay gắt thì quý vị, chính phủ sẽ đóng cửa. Chính phủ đóng cửa không còn thể hoạt động, tại vì tài khoá của năm tới chưa được duyệt. Chính vì vậy mà quý vị, nó gây ra bế tắc rất là nhiều. Tức là cái học thuyết của ông Reagan khởi đầu rất là tốt, nhưng mà qua dần theo năm tháng, tức là qua một cái thời gian dài 40 năm, thì nó dần dần biến thể thành một cái gọi là tranh đấu quyền lợi đảng phái. Miễn làm sao mà cái sự đổi chác này có lợi cho đảng phái là họ ok. Nếu sự đổi chác mà chưa có thuận lợi cho đảng phái thì họ lại tiếp tục gọi là cứng rắn và dẫn tới bế tắc. Chính phủ đóng cửa. Và thứ hai, quý vị, tất cả những cái gì được đưa vào trong sàn Thượng viện và Hạ viện để bỏ phiếu đều nhân danh những điều tốt đẹp. Đều nhân danh về quyền lợi của dân này, quyền lợi của người dân. Nhưng thật sự nó chỉ là quyền lợi của thiểu số, không phải là quyền lợi của toàn dân. Một cái thí dụ điển hình cho quý vị thấy là sự xung đột. Ví dụ, quý vị nhớ cái ngân sách mà liên quan tới cái vấn đề gọi là cải tổ hạ tầng cơ sở lúc Joe Biden vừa lên không? 1.900 tỷ. Ôi, xin lỗi quý vị, 1.200 tỷ. Là để cải tổ lại tất cả hạ tầng cơ sở của trên toàn quốc, trong đó bến cảng, phi trường, đường xá, đường rây xe lửa v.v. phải được tu bổ lại sau 100 năm, nó là cũ kỹ. Thì khi mà cái dự luật này mang tính chất gọi là toàn dân như vậy, thì lưỡng đảng bỏ phiếu gần như đa số tuyệt đối. Gần như đa số tuyệt đối để thông qua. Nhưng khi mà đảng Dân Chủ thúc đẩy cái đạo luật của ông Joe Biden mà ông ta đã ký, Inflation Reduction Act, tức là đạo luật mang cái tên rất là đẹp là đạo luật giảm lạm phát. Thì quý vị, cái tên nó rất là đẹp, 1.900 tỷ. Nhưng mà cuối cùng cái số tiền chi ra ở trong cái ngân sách này thì quý vị, gần như là nó chi ra cho thiểu số này chút, thiểu số kia chút, thiểu số nào một chút, chứ không phải toàn dân. Và cuối cùng nó được bỏ phiếu theo lệ đảng. Đảng Cộng Hòa chống, đảng Dân Chủ thì thúc đẩy cái việc này. Cuối cùng thì đảng Dân Chủ chiếm đa số, họ thông qua. Trước cái năm 2022, tại lúc đó đảng Dân Chủ kiểm soát lưỡng viện quốc hội, họ thông qua cái dự luật này. Và trong đó họ mang cái tên rất đẹp là Inflation Reduction Act, tức là cái đạo luật giảm lạm phát. Nhưng cuối cùng trong đó thì tiền hỗ trợ cho mang danh là chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, cho trẻ em, họ tung tiền ra để mà đưa ra những cái nghị trình về tôi gọi là extreme left của họ. Rồi kể cả cái đạo luật về hỗ trợ cho semiconductor, họ lại áp dụng bắt buộc các công ty này phải thực hiện cái chính sách của họ nếu muốn nhận được tiền của chính phủ. Ví dụ như Intel, ví dụ như là AMD, những công ty mà sản xuất về chip điện tử, họ được tài trợ 52 tỷ Mỹ Kim để mà thúc đẩy việc sản xuất semiconductor tại Hoa Kỳ. Nhưng để nhận được số tiền này thì các công ty phải đi theo cái quy tắc do đảng Dân Chủ đưa ra. Trong đó có những cái nghị trình gọi là extreme left, tức là cực tả. Trong đó là bắt phải mướn theo DEI giới tính, rồi bắt phải, tức là họ áp dụng những cái quy tắc đó nếu các công ty muốn nhận tiền. Thì quý vị, họ áp đặt vào một số những cái nghị trình tôi gọi là cực tả ở trong cái ngân sách của liên bang. Nếu công ty không muốn nhận tiền thì thôi, muốn nhận tiền thì phải đáp ứng những quy tắc này do họ đưa ra từ chính quyền của Joe Biden. Thì quý vị, do đó tôi cắt nghĩa cho quý vị thấy là nó đã bắt đầu có những cái xung đột và trao đổi quyền lợi trong cái học thuyết của ông Reagan. Nó đã bị biến thể. Do đó khi mà ông Trump đưa ra cái học thuyết là Trumpism, là phục vụ quốc gia, đặt nước Mỹ lên trên hết. Đặt nước Mỹ lên trên hết, America first. Thì quý vị, trong nghị trình này, trên cái mặt của nó là lý thuyết, nhưng làm sao quét được cái bãi đầm lầy ở Washington DC hay là cái thế giới ngầm với những công ty lobby dồi dào tiền bạc đang có mặt ở Washington DC. Thì quý vị, đây là một cái thách thức cho ông Trump. Và những người đã nằm trong cái nội cái mắt, các mới ông Trump đã nghĩ ra được cái sáng kiến, thay vì họ và ông Trump phải quét sạch cái bãi đầm lầy này và những cái deep state này, thì họ muốn tất cả người dân Hoa Kỳ làm điều này. Họ muốn tất cả người dân Hoa Kỳ chung tay để mà có thể quét sạch bãi đầm lầy và quét sạch những cái thành phần deep state ra khỏi Washington DC. Làm cách nào? Quý vị, đó là cái sáng kiến mà cái team làm việc của ông Trump đã đưa ra. Và quý vị, hôm trước tôi có đưa tin cho quý vị là ông Robert Kennedy Jr. ông đã phát động một cái chương trình diễn đàn online, tức là một cái forum, trong đó là sẽ đưa tên của khoảng 4.000 vị trí trong cái chính quyền của ông Trump đề cử. Đây là một trong những cái mà ông Robert Kennedy đã đưa ra. Trong đó có nghĩa là cái trang online này sẽ được lập ra và các vị trí ở trong chính quyền liên bang sẽ đề cử ai vào trong đó, và bên phía của chính quyền ông Trump đề cử ai, có lai lịch như thế nào ra sao. Tên tuổi và lai lịch của họ sẽ được đăng trên website này. Ngược lại, công chúng, người dân cũng có thể đề cử những nhân vật khác vào trong cái danh sách này.
rồi để cho người dân gọi là forum bình luận, tức là họ có thể viết comment để họ đánh giá coi ai là người tốt nhất. Đây là sự chọn lựa của người dân, sự chọn lựa của người dân chứ không phải là chính quyền của ông Trump hay là ông Trump ra lệnh nữa hay là ông Trump chọn nữa. Có một số người sẽ là do phía ông Trump chọn, có một số người sẽ là do người dân chọn. Trong số 4.000 cái vị trí này thì quý vị, trang online này sẽ đăng tất cả mọi thứ lên để cho chính người dân chọn. Và thứ hai, quý vị, trong cái việc mà bổ nhiệm ông Ramaswamy và ông Elmer vào cái cơ quan mới của chính quyền gọi là DOJ, thì quý vị, ông Elmer cũng nói rằng tất cả hành động cơ quan của ông sẽ được bỏ trên online và transparency. Ok quý vị, đây là cái lời phát biểu của ông. Ông nói rằng tất cả hành động mà được đưa ra bởi cái cơ quan mới, tức là DOEG, tức là Department of Government Efficiency, là sẽ được bỏ trên online một cách minh bạch, transparency. Quý vị, đây là cái ý hướng mới và cái cách điều hành chính phủ mới của ông Trump. Tức là, thứ nhất, các vị trí trong liên bang. Thứ hai, các dự án ở trong chính quyền liên bang sẽ được đăng trên online để cho người dân có ý kiến là những dự án này có nên hay không, lợi như thế nào, hại như thế nào. Và thứ hai, những vị trí này ai qualify để ngồi vào cái ghế này, họ sẽ bàn ra tán vào, họ sẽ đưa cái ý kiến của họ lên. Và quý vị, đây là cách gọi là một cái hình thức mà tôi gọi là trưng cầu dân ý cho các vị trí. Một cái hình thức trưng cầu dân ý cho các vị trí, từ ông Robert Kennedy Jr. sẽ đăng lên 4.000 vị trí, cho tới việc mà ông Elmer sẽ đăng lên tất cả những cái chi tiết của các ban ngành trong liên bang, chi phí ra sao, cho những dự án gì, những vị trí nào, thì quý vị, tiền lương ra sao. Nó sẽ được đăng đầy đủ ở trên những cái trang website này. Và không chỉ có hai trang website này, sẽ còn thêm những trang website khác để người dân chính thức có thể vào trong những trang website đó xem ý kiến và coi coi những người điều hành quốc gia là ai và ở những vị trí đó là ai, như thế nào, làm việc ra sao. Và họ sẽ đánh giá theo từng chu kỳ tam cá nguyệt, hoặc là ít nhất là từng 6 tháng một lần hay 1 năm một lần. Họ đánh giá công việc để xem người đó làm việc có hiệu quả hay không, có tốt hay không, và có cần thiết phải thay thế người khác hay không. Quý vị, đây là cái cách mà ông Trump và cái toán làm việc của ông bắt đầu đưa ra. Thì quý vị, tôi có thể nói rằng đây là một cái cách gọi là trưng cầu dân ý và sử dụng sức mạnh của toàn dân để quét sạch cái bãi đầm lầy ở DC. Cái deep state ở DC, tức là cái swamp, một cái bãi đầm lầy và một cái hệ thống mà quý vị thường gọi là deep state, tức là những kẻ thế giới ngầm. Họ làm việc ở sau hậu trường, họ vận động ở sau hậu trường, ở hành lang của Quốc hội, ở hành lang của Tòa Bạch Ốc để mà đạt được những cái mục tiêu của họ. Điều này có nghĩa là sẽ chấm dứt tất cả những cái trò lobbyist, chấm dứt những cái vận động hành lang, chấm dứt tất cả những cái trò gọi là vận động cho một phe nhóm nào đó, mà sử dụng cái nguồn thuế của toàn dân để làm lợi cho một cái phe nhóm nào đó. Mà tất cả những dự án đưa ra, tất cả những nhân vật làm việc ở trong đây đều với cái tinh thần là phục vụ cho đất nước. Và kể cả những cái dự án, nó phải là mang lại phúc lợi cho toàn dân chứ không phải cho một thiểu số nào đó, và được nhân danh một điều tốt đẹp. Đây là cái cách mà phía chính quyền của ông Trump làm để mà có thể gọi là quét sạch bãi đầm lầy. Tại vì trong 4 năm của ông Trump, với khả năng của ông và những người đứng sau lưng của ông làm việc chung với ông, chưa chắc đã quét sạch được cái thế lực của cái bãi đầm lầy này. Chưa chắc. Tại vì nó ăn sâu rễ ở tại Washington DC và nó ăn sâu rễ rất sâu đậm trong những nhân vật ở trong chính quyền liên bang bây giờ. Nó mọc rễ gọi là gần như là không thể bứng đi được luôn quý vị. Do đó lần này ông Trump sử dụng cái cách mà nhiều người gọi là dân túy. Nhiều người gọi là dân túy. Tuy nhiên ông đã huy động cái sức mạnh của toàn dân để giúp ông có thể clean up tất cả những cái chính phủ. Thay vì ông đưa ra cái A, B, C, D thì những kẻ chống đối hay những kẻ bảo vệ quyền lợi của họ sẽ nhân danh là ông Trump độc tài, ông Trump sẽ tự quyết định, ông Trump sẽ làm này ra điều đó. Thì điều này ông Trump không làm. Thay vì ông đưa ra những quyết định này, ông để cho toàn dân quyết định. Ông để cho toàn dân quyết định cái vị trí đó ai ngồi. Ngoại trừ cái nội các của ông ra, những vị trí khác từ công tố viên, quan tòa cho tới những cái vị trí đứng đầu những cái đơn vị nằm trong các ban ngành. Ví dụ như là FBI thì nằm dưới quyền của Bộ Tư pháp, thì giám đốc FBI là tổng thống bổ nhiệm. Thì mặc dù tổng thống bổ nhiệm nhưng vẫn có ý kiến của người dân ở trên những cái trang này, để coi cái nhân vật đó có phù hợp hay không. Và những nhân vật đó có, thay vì là chúng ta tổ chức, quý vị thấy thường viện mỗi khi mà ông Trump đề cử hay là tổng thống mới đề cử,
thì nó phải được xác nhận bởi thượng viện, và thượng viện có 100 thượng nghị sĩ đặt câu hỏi với người đó. Đó, giống như ông Marco Rubio nè, rồi John Ratcliffe nè, những nhân vật mà ông Trump đề cử vào nội các, hay là bà Elise Stefanik nè, những người này đã được đề cử vào nội các thì sẽ được xác nhận trên sàn thượng viện. Thì khi mà lên trên đó điều trần, họ sẽ phải ngồi bị chấn vấn bởi tất cả 100 thượng nghị sĩ này thôi. Và sau đó trên sàn thượng viện bỏ phiếu. Thì quý vị, ông Trump làm ngược lại, ông mở rộng ra không phải sàn thượng viện mà toàn dân. Tức là cái người được đề cử vào vai trò đó sẽ phải đối diện với tất cả câu hỏi của dân chúng và phải thuyết phục dân chúng. Nó cũng giống như một cái hình thức bầu cử, nhưng mà nó không phải bầu cử mà được đề cử để chứng minh rằng họ đủ khả năng, đủ bản lãnh và không có tinh thần đảng phái, tức là partisan, ở trong cái công việc của họ. Khi họ được đề cử ra, họ phải trả lời, thay vì trả lời với 100 người trên sàn thượng viện, bây giờ họ phải trả lời với tất cả những người dân vào những cái trang web này. Thì quý vị, lúc đó họ mới chứng minh được khả năng, họ mới chứng minh được bản lãnh. Và lúc đó bên của chính quyền ông Trump và cái hành pháp, họ mới quyết định đề cử, bổ nhiệm hay không. Và sàn thượng viện cũng dựa vào cái ý kiến của người dân, họ đọc tất cả những cái đó, họ sẽ đánh giá cái khả năng người này trước khi họ xác nhận. Như vậy thì thứ nhất là chúng ta chọn người có tinh thần làm việc cho quốc gia hơn. Thứ hai, không có cái tinh thần đảng phái trong đó. Và thứ ba, đủ bản lãnh, khả năng để ngồi vào vị trí này, thay vì chỉ có 100 thượng nghị sĩ. Thì quý vị, cái hình thức mà mở những cái trang website minh bạch này của ông Elon Musk hay là ông Robert Kennedy, nó chỉ là cái bước khởi động. Sẽ còn nhiều cái website sẽ được đưa ra để cho dân chúng vào trong đó, họ xem, họ đánh giá tất cả mọi thứ. Họ xem, họ đánh giá tất cả mọi thứ. Thì điều này có nghĩa là thay vì ông Trump và những người đứng chung với ông phải tận lực quét sạch cái bãi đầm lầy ở DC, quét sạch cái đám deep state ở DC, thì ông Trump dùng sức của người dân. Tức là người dân sẽ là những người có ý kiến trực tiếp vào trong tất cả những cái vị trí này. Và sau đó cái ủy ban của ông Trump, họ sẽ đánh giá ý kiến của người dân, họ sẽ đánh giá cái khả năng ứng đối của cái người đó, và trước khi mà họ đưa lên sàn thượng viện hay được tổng thống ký bổ nhiệm, họ sẽ đánh giá, họ dựa trên cái những cái tiêu chuẩn này, những cái ý kiến này để làm sạch sẽ cái chính phủ. Không có kiểu, cái kiểu mà gọi là nằm ở trên DC chờ phe ta thắng cử xong rồi được bổ nhiệm vào chức vụ ABCD. Quý vị, đây là một cái chính phủ minh bạch. Bởi vì tôi nói là ông Trump không cần có cái cuộc tranh cử kế tiếp, ông sẽ thẳng tay làm việc. Và những người giúp cho ông là những nhân vật muốn có một chính phủ minh bạch, sạch sẽ, rõ ràng và gọn nhẹ. Đây là mục tiêu của Đảng Cộng Hòa và của tất cả những người bảo thủ. Họ không muốn có một chính phủ cồng kềnh. Từ xưa nay tôi nói là Đảng Cộng Hòa muốn giảm đi tất cả những cái khó khăn của chính phủ và giảm đi tất cả những cái cồng kềnh của chính phủ, những cái quan liêu của chính phủ. Còn Đảng Dân Chủ thì chuyên tạo ra những cái guồng máy cồng kềnh và quan liêu đó. Thì quý vị, giờ phút này để cho người dân chọn lựa. Ngay cả những cái bộ họ muốn ra một cái quy tắc nào cũng sẽ được đưa lên trên cái những cái trang website này để người dân có ý kiến. Ví dụ, tôi lấy ví dụ Bộ Môi trường. Bộ Môi trường muốn áp dụng những cái quy tắc mới cho các công ty hay là cho những cái hoạt động mà liên quan tới môi trường. Thì họ sẽ đưa cái quy tắc đó lên và sẽ để cho công chúng vào trong đó ý kiến. Để cho công chúng comment, đưa ý kiến là cái quy tắc đó lợi thế nào, hại thế nào, ra sao, như thế nào. Thì quý vị, chúng ta sẽ có được cái thông tin và cái ý kiến đa chiều. Lúc đó tổng hợp lại, chúng ta đưa ra quyết định không bị sai lầm, bởi vì nó được giám sát bởi người dân. Thì quý vị, đây là một trong những cái ý tưởng mà tôi thấy rất là hay. Tức là lần đầu tiên và sử dụng tất cả những cái kỹ thuật tân tiến nhất để cho người dân có thể đóng góp ý kiến một cách trực tiếp mà không có bị làm phiền bởi bất kỳ ai. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng Elon Musk, Ramaswamy, Robert Kennedy Jr. hay những người sau này trong cái guồng máy của ông Trump, trong cái guồng máy của ông Trump sẽ làm. Tại vì có những vị trí sẽ phải do ông Trump đề cử hoặc bổ nhiệm rồi được xác nhận bởi thượng viện. Thì bây giờ chúng ta có một step trước khi lên sàn thượng viện, tức là chúng ta có một bước thay vì đi thẳng lên sàn thượng viện bỏ phiếu thôi. Bây giờ để cho dân chúng nhìn thấy, và nó sẽ là một cái lộ trình rất tốt cho những chính phủ sau này khi chọn người ra phục vụ cho quốc gia, thì phải qua cái máy lọc của dân chúng, qua cái máy lọc của thượng viện để xác nhận rằng người đó đủ khả năng, người đó không có tinh thần đảng phái. Quý vị thấy khi Joe Biden lên bổ nhiệm Merrick Garland, Merrick Garland luôn nhân danh những quy tắc của Bộ Tư pháp, luôn nhân danh những gì điều tốt đẹp. Cuối cùng, ông ta vẫn mở một cuộc chiến tấn công pháp lý vào ông Trump. Và nhân danh những cái điều đó, không ai làm gì được ông ta cả.
tại vì nó nằm trong cái quyền hạn của Bộ trưởng Tư pháp. Và rõ ràng chúng ta thấy rõ ông ta có cái tính chất đảng phái, nhưng mà ông ta không có đưa, chúng ta không kiếm được bằng chứng tính chất đảng phái của ông ta. Thì quý vị, đây là cái mà tôi đã nói là nó mượn danh nghĩa những điều tốt đẹp, những ngôn ngữ tốt đẹp để nó che đậy những cái hành động động cơ ở phía sau, những cái agenda ở phía sau. Thì những cái trang web này nó giúp cho chúng ta vạch ra được, và nó giúp cho chúng ta có thể nhìn rõ và lời cam kết của những người này khi mà họ bắt đầu đồng ý về những cái quy tắc làm việc để tránh tình trạng đảng phái ở trong chính quyền liên bang, và chấm dứt cái tình trạng vũ khí hóa, chính trị hóa trong chính quyền liên bang. Thì các vị, thay vì ông Trump phải làm, ông để cho toàn dân làm. Và đây được xem là một trong những cái mà tôi cho rằng là cái rất lợi hại của ông Trump. Cái rất lợi hại của ông Trump, ông biết dùng người dân để tạo sức mạnh cho đất nước và tạo sức mạnh cho chính phủ. Và chính người dân là những người giám sát tốt nhất, không phải qua mấy công ty truyền thông, không phải qua những kẻ được mà được mang bằng cấp tinh hoa, mà do chính người dân. Người dân đánh giá và người dân giám sát. Đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là chính quyền của ông Trump sẽ hiệu quả. Và chúng ta sẽ bớt rất nhiều những cái chi phí, những cái quy tắc không cần thiết, hoặc là những cái nhân vật được xem là có cái động cơ chính trị len lỏi vào trong chính quyền liên bang. Bởi vì họ sẽ phải chịu đựng sự giám sát. Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Elon Musk, Velvis Ramaswamy vào vị trí mới, người dẫn chương trình của Fox Hashes làm Bộ trưởng Quốc phòng. Tuyên chiến với văn hóa thức tỉnh, cam kết xóa bỏ bộ giáo dục của Tổng thống Trump thu hút sự chú ý trở lại. Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ các thành viên đảng Cộng hòa tại đồi Capitol vào thứ Tư. Tỷ phú Elon Musk đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất trong kinh doanh năm 2024. Gặp khó khăn, CNN có thể sa thải hàng trăm nhân viên sau chiến thắng vang dội của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump tỏa sáng, trở thành thần tượng mới của cư dân mạng Trung Quốc. Đức chuẩn bị đối phó với chính phủ sụp đổ và cuộc chiến thương mại sắp xảy ra với Tổng thống Trump. Tổng thống Biden gặp Tổng thống Israel để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Hoa Kỳ cấm các hãng hàng không bay đến Haiti sau khi máy bay bị các băng đảng bắn. Hiệp ước đối tác Triều Tiên-Nga có hiệu lực thu hút sự chú ý. Hai sàn thương mại Trung Quốc là Shein và Temu sẽ phải đóng cửa ở Việt Nam nếu không đăng ký. Việt Nam đứng trước thời khắc vàng cho sự ra đời của Kỳ Lân, 20 doanh nghiệp khởi nghiệp trên 1 triệu dân. Vingroup sẽ cung cấp thêm 3,4 tỷ đô la cho hãng xe điện thua lỗ VinFast. Hòn than và sự cô đơn. Ngọc Vy xin kính chào tất cả quý vị, chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự hàng ngày trên khung trời mới. Hôm nay chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức nóng hổi nhất trên khắp thế giới. Những diễn biến chính trị đến những sự kiện xã hội, từ những tiến triển kinh tế đến những phát hiện khoa học mới nhất, chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị một cái nhìn tổng thể nhất và chi tiết nhất trên toàn cầu. Và sau đây sẽ là phần nội dung chi tiết, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tổng thống Trump bổ nhiệm ông Elon Musk, Velvis Ramaswamy vào vị trí mới, người dẫn chương trình của Fox Hashes làm Bộ trưởng Quốc phòng. Kính thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Donald Trump vừa công bố bổ nhiệm ông Elon Musk và ông Velvis Ramaswamy lãnh đạo một cơ quan mới có tên là Bộ Hiệu quả Chính phủ, gọi tắt là DOGE. DOGE sẽ tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm lãng phí và cắt giảm các quy định không cần thiết, theo hướng tiếp cận quản lý doanh nghiệp cho chính phủ. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng ông Musk và ông Ramaswamy sẽ giúp phá bỏ bộ máy quan liêu, cắt giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang quan trọng. Đặt mục tiêu tạo ra một chính phủ nhỏ gọn hơn, Tổng thống Trump dự kiến DOGE sẽ hoàn thành các cải cách vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Bộ phận này cũng sẽ nhận sự tư vấn từ các chuyên gia ngoài chính phủ, hợp tác chặt chẽ với Tòa Bạch Ốc và Văn phòng Quản lý Ngân sách nhằm thúc đẩy cải cách quy mô lớn. Tổng thống Trump đã phát biểu, tôi mong Elon và Velvis sẽ thực hiện những thay đổi đáng kể cho bộ máy hành chính nhằm tối ưu hiệu quả và cải thiện cuộc sống của người dân Mỹ. Cắt giảm lãng phí và gian lận trong chi tiêu chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, nhằm giảm tải cho nền kinh tế và tăng cường trách nhiệm của chính phủ trước nhân dân Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng chọn Peter Hegseth, người dẫn chương trình của Fox News, là cựu sĩ quan quân đội, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông ca ngợi Hegseth là người yêu nước, có kinh nghiệm và tận tâm trong phục vụ, người sẽ dẫn dắt quân đội với phương châm hòa bình thông qua sức mạnh. Hegseth từng phục vụ tại vịnh Guantanamo, Iraq và Afghanistan, nhận 2 ngôi sao đồng và huy hiệu chiến đấu bộ binh. Bên cạnh việc củng cố sức mạnh quân đội, Tổng thống Trump cam kết tái tổ chức Bộ Quốc phòng, thanh lọc những sĩ quan ông coi là bị ảnh hưởng bởi văn hóa thức tỉnh, phong trào chính trị ủng hộ cộng đồng da màu, LGBT và phụ nữ. Theo tờ The Wall Street Journal, nhóm của Tổng thống Trump đang xem xét một sắc lệnh để thành lập hội đồng đánh giá các tướng 3 và 4 sao, loại bỏ những người không phù hợp với định hướng lãnh đạo mới.
tuyên chiến với văn hóa thức tỉnh, cam kết xóa bỏ bộ giáo dục của Tổng thống Trump thu hút sự chú ý trở lại. Gần đây, một video về các chính sách của Tổng thống Trump được lan truyền trở lại trên mạng, trong đó cam kết của ông về việc xóa bỏ Bộ Giáo dục Liên bang và rút lại công nhận đối với các trường đại học thức tỉnh, một lần nữa thu hút sự chú ý rộng rãi. Video từ tháng 7 năm 2024 cho thấy Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đóng cửa Bộ Giáo dục, vốn được thành lập cách đây 45 năm dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, và trao lại quyền quản lý giáo dục cho các bang và cộng đồng địa phương. Trong một video, Tổng thống Trump nói rằng, "Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi nhậm chức là đóng cửa Bộ Giáo dục ở Washington DC để các bang tự quản lý giáo dục. Tôi tin rằng chính quyền bang sẽ làm tốt hơn liên bang. Hãy nhìn vào thực trạng, chúng ta chi gấp 3 lần so với các nước khác, nhưng chất lượng giáo dục lại đứng cuối. Tình hình đã đến mức tồi tệ không thể cứu vãn. Chúng ta phải chấm dứt sự kiểm soát của Washington trong giáo dục. Những tòa nhà của Bộ Giáo dục và các quan chức có thể có thái độ thù địch với con em chúng ta cần phải bị loại bỏ. Đã đến lúc trao lại quyền lực cho các bang." Tỷ phú Elon Musk, nhà tài trợ chính trị lớn nhất của Tổng thống Trump và là người ủng hộ các chính sách bảo thủ, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này qua các biểu tượng mạng xã hội. Ông cho rằng, kể từ khi Bộ Giáo dục được thành lập, chất lượng giáo dục của Mỹ trên thế giới liên tục suy giảm. Tổng thống Trump dự kiến sẽ sử dụng các biện pháp tài chính để hạn chế khuynh hướng thiên tả ở các trường đại học, bao gồm việc cắt giảm các chương trình đặc biệt cho sinh viên thuộc các nhóm thiểu số và giảm bớt hỗ trợ cho sinh viên chuyển giới. Trong lĩnh vực thể thao, ông kiên quyết cấm phụ nữ chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ, đi ngược hoàn toàn với chính sách của chính quyền Biden. Về lựa chọn giáo dục, Tổng thống Trump đang thúc đẩy đạo luật lựa chọn giáo dục cho trẻ em. Đạo luật này sẽ cung cấp 10 tỷ đô la Mỹ tiền giảm thuế liên bang để hỗ trợ học phí trường tư, giáo dục tại nhà và các chi phí giáo dục khác, với mục tiêu phổ biến hóa sự lựa chọn giáo dục cho mọi người. Tổng thống Trump sẽ gặp gỡ các thành viên đảng Cộng hòa tại đồi Capitol vào thứ Tư. Thưa quý vị, Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp gỡ các thành viên đảng Cộng hòa tại đồi Capitol vào ngày 13 tháng 11, theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Mỹ. Đảng Cộng hòa hiện kỳ vọng sẽ nắm cả hai viện quốc hội và tòa Bạch Ốc, đánh dấu chiến thắng 3 lần. Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và có bài phát biểu trước các dân biểu đảng Cộng hòa. Ngoài ra, Politico và Punchbowl cũng đưa tin về cuộc họp của Tổng thống Trump với quốc hội vào thứ Tư. Theo lịch trình công khai, Tổng thống Trump sẽ đến Washington DC vào thứ Tư để gặp Tổng thống Joe Biden tại tòa Bạch Ốc. Nguồn tin của tờ Bloomberg cho biết sau cuộc gặp này, ông Johnson sẽ đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở miền nam Florida. Đảng Cộng hòa có lợi thế mong manh về số ghế tại Hạ viện, và việc Tổng thống Trump bổ nhiệm ít nhất hai dân biểu đảng Cộng hòa vào chính quyền của mình sẽ làm phức tạp thêm vấn đề này. Theo nhiều nguồn tin, Tổng thống Trump đã chọn Mike Wallace đến từ Florida làm cố vấn an ninh quốc gia và Alice Stefanis đến từ New York làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc. Khi đảm nhận vai trò mới, hai dân biểu này sẽ từ bỏ Hạ viện của mình và các ghế trống sẽ được lấp đầy sau cuộc bầu cử đặc biệt. Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã giành quyền kiểm soát Thượng viện và các thượng nghị sĩ chuẩn bị bầu chọn lãnh đạo đa số mới. Thượng nghị sĩ Rick Scott từ Florida, một người ủng hộ Tổng thống Trump, đang tranh cử với John Thune đến từ Nam Dakota và John Cornyn đến từ Texas. Tổng thống Trump chưa công khai ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc đua này. Tỷ phú Elon Musk đứng đầu danh sách những người quyền lực nhất trong kinh doanh năm 2024. Ngày 12 tháng 11, tạp chí Fortune công bố ông Elon Musk, tỷ phú và là ông trùm công nghệ Mỹ, là người quyền lực nhất trong giới kinh doanh năm 2024. Ông Musk cũng đứng đầu danh sách 100 người quyền lực nhất, tiếp theo là các CEO nổi tiếng như Jensen Huang, Nvidia, Satya Nadella, Microsoft, Warren Buffett, Berkshire Hathaway và Jamie Dimon, JP Morgan Chase. Những vị trí top 10 còn lại bao gồm lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ như Tim Cook, Apple, Mark Zuckerberg, Meta và Sam Altman, OpenAI, Sundar Pichai, Google và Mary Barra, General Motors. Fortune cho biết những người có tên trong danh sách đều là những cá nhân mà lời nói và hành động của họ có sức ảnh hưởng lớn. Ông Musk hiện là người giàu nhất thế giới, sở hữu Tesla và SpaceX, nền tảng mạng xã hội X, cùng một số công ty công nghệ khác như XAI và Neuralink. Tài sản của tỷ phú Musk tăng mạnh khi cổ phiếu của Tesla đạt giá thị trường hơn 1.000 tỷ đô sau chiến thắng của Tổng thống Trump. Ông Musk đã đóng góp lớn vào chiến dịch của Tổng thống Trump, quyên góp 118 triệu đô và trực tiếp tham gia vào các cuộc vận động, đặc biệt ở các tiểu bang dao động như Pennsylvania.